Hùng đô kiêu ngạo. Câu đố: thử thách tư duy. Phần 3. Câu 1. Khi Thảo cầm viên cháy thì con gì chạy ra trước tiên? Đáp án: con người. Câu 2. Vạn Lý Trường Thành, một trong 7 kỳ quan thế giới do ai xây dựng? Đáp án: thợ hồ. Câu 3. Một người quay mặt về hướng đông, một người quay mặt về hướng tây. Vậy phải cần bao nhiêu tấm gương để hai người này nhìn thấy mặt nhau? Đáp án: không cần tấm gương nào hết vì hai người đang đối mặt nhau. Câu 4. Một người không biết bơi, hễ bị chìm xuống nước là chết ngay. Một lần nọ, người ấy đi trên một chiếc tàu mà chiếc tàu bị chìm hẳn xuống nước mà người đó không chết. Hỏi tại sao như vậy? Đáp án: người đó đi tàu ngầm. Câu 5. Một người đàn ông lấy một cô vợ xe xua, thích ăn xài, trưng diện phung phí. Vậy mà sau một năm lấy vợ, anh ta lại thành triệu phú. Hỏi tại sao như vậy? Đáp án: vì ban đầu anh ta là tỷ phú. Câu 6. Bạn đang ở trong một cuộc đua và bạn vừa vượt qua người thứ nhì. Vậy bây giờ bạn đang ở vị trí nào trong đoàn đua ấy? Đáp án: thứ nhì. Câu 7. A gọi B bằng bác, B gọi C là ông nội, C kêu D là cậu, D kêu E là gì, E kêu F là chú, F gọi Z là con. Hỏi A gọi Z bằng gì? Đáp án: gọi bằng mồm. Câu 8. Cái gì tay trái cầm được còn tay phải có muốn cầm cũng không được? Đáp án: cùi trỏ tay phải. Câu 9. Con công của nhà ông Bảo chạy sang vườn nhà ông hàng xóm đẻ một quả trứng. Vậy hỏi quả trứng đó của ai? Đáp án: quả trứng của con công. Câu 10. 7 chị em gái cùng đi vào lều tranh và mỗi người đều quyết định họ sẽ bắt đầu làm gì đó. Cô thứ nhất bắt đầu đọc tiểu thuyết, cô thứ hai bắt đầu dán bánh pancake, cô thứ ba chơi cờ, cô thứ tư chơi giải ô chữ, cô thứ năm đi giặt là quần áo, cô thứ sáu tưới cây. Vậy hỏi cô thứ bảy làm gì? Ủa? Cô thứ bảy làm gì vậy ta? Mời các bạn hãy để lại câu trả lời dưới phần bình luận nha.